Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì hôm nay mình với cả thằng Mạnh vào đây. Đây, hôm nay mình với cả em Mạnh thì sẽ thực hiện một cái video nó hay ho một tí, lạ lạ một tí. Đấy là các bạn nhìn thấy gì gì lạ không? Là mình đang quay dọc. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là những cái tip mà mình hay sử dụng để quay dọc, để quay video deep sea cho thằng này. Còn deep sea như thế nào thì xem sản phẩm nhá. Ok, và hiện tại thì mình với cả Mạnh đang xuống chỗ để quay. Thì hiện tại hôm nay mình sử dụng là RSC2 và 6300 cộng một lens 50. Thì tại sao lại dùng lens 50? Tại vì là con này khẩu 2.8 và cái tiêu cự của nó lắp trên con này nó là vào 85. Thế là quay những cái video mà vertical ấy thì nó khá là hợp lý và khá là ngon. Và bây giờ thì bọn mình sẽ xuống dưới này và bắt đầu. À, quên mất là con này thì nó có một cái chế độ vertical nữa, là ấn 3 lần nút mở. Đấy, thì nó sẽ chuyển vertical. Nhưng mà tại sao mình lại không dùng cái này? Tại vì là khi mà dùng cái vertical này thì nó lại là nó mình lại phải bẻ sang cái chế độ fast line, là cái chế độ này. Đó, thì mình mới dùng được, thì nó khá là nặng. Vậy nên là mình đã tìm một cái cách nó hiệu quả hơn, đó chính là mình cân dọc máy. Mình cân dọc máy lên luôn. Thì như vậy thì mình sẽ điều chỉnh được các mode cũng như là điều khiển cái gimbal nó dễ hơn. Còn bây giờ thì đi thôi. Nào, Mạnh ơi. Ok, thì như mọi người nhìn thấy thì đây, và mình sẽ nói cái tip đầu tiên đấy là chính là cái bố cục. Thì trên màn hình ấy thì mọi người sẽ bật cho mình cái grip đi, cái đường grip phần này lên. Thì như mình ấy, thì mình hay quay là mình sẽ để cái mắt của nhân vật nó vào cái hàng bên trên, quay đường 1/3 phía bên trên. Đó, thằng Mạnh đang quay tay, còn lại những cái phần thì sẽ ở dưới. Hoặc là có một cách khác hơn thì bây giờ Mạnh quay lưng lại cho anh. Đó, có một cái cách khác hơn thì mình sẽ để rộng rộng ra. Đó, và chủ thể thì sẽ nằm ở phía bên dưới đường 1/3 và bên trên khá là rộng. Thì những cái cảnh như thế này thì những cái cảnh mà người ở dưới ấy, thì đa phần là kiểu những cảnh buồn buồn, những cảnh nó deep deep một tí thì mình sẽ để cái phần vùng bên trên nó cao hơn. Còn những cái cảnh nào mà mình lấy cận thì gần như là mình sẽ focus vào cái việc là mắt người ở trên. Đó, thì gần như là chủ thể sẽ ở giữa khung hình. Và cái bố cục mình dùng nhiều nhất ở đây đó chính là bố cục 1/3. Tuy nhiên thì không phải là bố cục trái hay phải, mà là bố cục trên và bố cục dưới. Thì anh em xem và chúng ta hãy cùng thảo luận nhé. Rồi, tiếp đây. Rồi, vượt qua. Ok, như vừa rồi thì các bạn thấy là mình đã có một vài cái show cho các bạn xem là khi mà mình để bố cục thì nó sẽ như thế nào. Thì không biết là anh em thấy hiệu quả của nó như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhá. Ok, và thêm nữa thì mình khuyên anh em là khi mà chúng ta quay ấy, thì các bạn nên dùng lens fix nhiều hơn là dùng lens tele. Tại vì là thứ nhất là nó sẽ nhẹ và cái gọn. Thì khi mà các bạn quay ấy, thì nó sẽ ok hơn là so với việc mình dùng lens tele, và cũng như là cái việc mà khi các bạn kiểm soát cái bộ bokeh đằng sau ấy mà quay thì cái lens fix nó vẫn sẽ ngon hơn cũng như là nó nét hơn.